Xin chào anh chị, em An gửi lời chào đến tất cả chị quý hàng thân yêu gần xa của em Hoàng An. Thứ sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023, ngày Tết Trung Thu anh chị ạ. Em An xin chúc tất cả chị quý hàng thân yêu của em An có một Tết Trung Thu thật sự là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình và bên con trẻ của mình nữa anh chị nhá. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, em An sẽ lên sóng cập nhật nhanh cho chị loạt xe mới nhất vừa về. Nơi em An đang đứng là khu vực cơ sở 2 của siêu thị ô tô Bình Dương, khu vực gara, nơi trưng bày những chiếc xe mà bên em An mới về đang dọn dẹp, đang xỉ ma, hoặc một số mẫu xe mà bên em An đã bán rồi để ở đây anh chị nhá. Và hôm nay thì có khá nhiều xe đẹp mới về, chính vì vậy mà em An sẽ cập nhật nhanh cho chị. Đây, chiếc xe đầu tiên là chiếc xe mà bên em An vừa đánh bóng xong. Tất cả những chiếc xe về thì sẽ được trải qua một quá trình làm đẹp rất là kỹ càng, từ đánh bóng này. Khi mà xe đã đánh bóng xong thì sẽ chuyển về bên cơ sở 1 để rửa gầm, rửa máy rồi dọn nội thất anh chị nhá. Bên đây thì sẽ chỉ có khu vực sơn và đánh bóng thôi. Chiếc này của em An là Toyota Vios bản E số tự động, sản xuất 2020, màu vàng cát. Và em xe này biển tỉnh đang lăn bánh là 33.000, E tự động đấy, 33.000. Dàn vỏ của em xe này thì vẫn đang là theo xe chị nhá. Chiếc này của em An thì đang có mức giá là 419 triệu đồng. Ghế da đây, E tự động 2020 chị nhá, 419 triệu thôi. Giá rất là vừa túi anh chị ạ. Hỗ trợ góp thoải mái luôn. Chị nào mình muốn góp thì lên em An hỗ trợ làm góp cho anh chị. Nếu mà anh chị muốn góp thì inbox trực tiếp để bên em An tư vấn cho cụ thể hơn anh chị nhá. Vì vấn đề trả góp thì nó là một cái vấn đề mà nếu mà tư vấn trực tiếp ở trên kênh hoặc là anh chị hỏi trên kênh thì rất là khó để mà anh chị lắm được cái vấn đề điều kiện. Chiếc này thì đang chờ rửa dọn này, đăng kiểm cho anh chị còn đến tháng 3 năm 2024 cho chiếc này. Em An nhắc lại nhá, Vios bản E tự động 2020 đang có giá là 419 triệu. Chắc chắn rồi, mỗi chiếc xe em An bán ra thì cam kết bằng 5 tiêu chí vàng vào check test cho chị, nên là khi mà chị mua xe bên em An thì hoàn toàn có thể yên tâm. Giá thì đang đưa ra một cái mức giá tốt nhất để khách hàng lựa chọn giá sát nhất cho chị nhá. Tiếp theo là một chiếc Xpander Cross, em này của em An là 2022 này. 2022 bản Cross bản cao cấp nhất màu cam, biển 63 Tiền Giang, và chiếc này đang lăn bánh 38.000. Xe này thì mới về tối ngày hôm qua rồi chị ạ, mới về tối ngày hôm qua thôi. Em xe này của em An đang có mức giá cho anh chị là 588 triệu bản cao cấp nhất 2022. 2022 đây. Ghế tông màu ghế thì cũng đã thay đổi rồi, có thêm thắng tay điện tử, auto hold. Đầy đủ hết anh chị ạ. Bản này là bản Cross 2022 cam 360 này. Rất là xịn xò luôn. Màn hình cam 360. Tháng này từ auto hold. Xe mới về chị nhá. Đang ở chất mộc nhất đấy ạ. Đang ở chất mộc nhất. 588 triệu, 588 triệu cho mẫu này. 588 triệu. Cho em Xpander Cross bản cao cấp nhất. Tiếp tục ở đây là một chiếc Seltos. Em này thì em An cũng đã giới thiệu qua rồi, nhưng mà xe đang chờ rửa dọn và làm đẹp. Kia Seltos bản 1.4 Bre 2021. Chiếc này của em An thì bản này sẽ có cửa nóc, ghế điện, nội thất hai màu, đang lăn bánh 40.000 chuẩn, tất cả vỏ theo xe. Chiếc này của em An đang có mức giá là 628 triệu. Ngoài vấn đề mà những chiếc xe mà bên em An làm đẹp cho khách thì bên em An cũng nhận đổi màu. Ở đây như chiếc này thì khách hàng mua của em An nhưng mà bây giờ khách lại đổi sang màu xanh này, nên là bên em thì cũng sơn đổi màu lại cho khách anh chị nhá. Nếu mà anh chị không thích cái màu jean thì mình có thể đổi màu được, rất là đơn giản thôi. Chiếc M3 kia thì em An mới chốt rồi nhưng mà đang xử lý lại cái lipo, tháo cái lipo ra cho khách. M3 2020 xe mới chạy chuẩn Euro là 28.000 thôi. Đây chị nhìn vào đây này, khi mà tháo ra thì xương sáu bên trong này là nguyên bản nha, không cấn đụng. Đây anh chị có thể quan sát này. Đấy, một chiếc xe mà nó đã đâm đụng vào đến trong đây thì gọi là vào ảnh hưởng đến kết cấu khung xương đấy chị ạ. Đấy, em An cam kết tuyệt đối vấn đề vào bên trong đây chị nhá, tuyệt đối là không vào bên trong đây, có chăng là cọ quẹt xước sát bên ngoài thôi. Một chiếc Fortuner đây, em này mới về này, Fortuner máy xăng, em này đang dặm sơn đúng không? Máy xăng đấy. Xe này thì anh em cũng đang xước sát về thì bắt buộc phải làm sơn hết anh chị ạ. Fortuner em này là màu nâu titan, gọi là màu xám lông chuột cũng được anh chị nhé, xám lông chuột đấy ạ. Em này của em An là 2013 số tự động 2 cầu 446 triệu. 446 anh chị nhé. Em này xe mới về 2 cầu luôn anh chị ạ. 2013 số tự động máy xăng 2 cầu. Xe này sơn góc cảng sau anh em đang làm sơn. Nói chung là tất cả xe về thì đều được kiểm tra. Nếu xe nào xước sát thì sẽ làm sơn,
dặn tút lại cho anh chị cho đẹp ha. Đấy, chiếc xe này thì anh chị mới đi có 57.000 vẫn còn dàn vỏ theo xe đây. Chất cực kỳ đẹp. Thật ra thì những cái dòng này chủ yếu là đi gia đình thôi. 2.7 máy xăng thì chắc chắn là nó sẽ hao xăng, nhưng mà anh chị đi gia đình thì em An nghĩ rằng nó không phải là vấn đề quá quan trọng. Dàn vỏ này là theo xe hết. Đó, cực kỳ đẹp luôn nhá. 2.13 máy xăng 2 cầu. Đó, giá bán hiện tại đang là 446 triệu. Đó, anh chị nào mình quan tâm về mẫu này thì lên trực tiếp nhà em An để xem. Khi mà chị mua thì nếu mà xe chưa dọn dẹp được thì bên em sẽ làm sao làm dọn dẹp, ưu tiên dọn dẹp những chiếc xe mà chị đã đặt cọc rồi nhá. Đấy, ưu tiên dọn dẹp những chiếc xe đã đặt cọc. Đó, xe về là sẽ làm đẹp cho anh chị từ dặm sơn này, đánh bóng, rửa gầm máy, dọn nội thất. Đến đây anh chị làm chiếc xe đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Đấy, sơ cua chưa lăn này, calamen quay giúp anh. Đó, em này cực kỳ là cọp, quá cọp luôn đúng không ạ? 2.13 anh chị nhá, 2 cầu máy xăng, tất cả dàn vỏ theo xe, sơ cua chưa lăn. Ô tô hiện tại đang là 57.000, màu xám đông chuột anh chị nhá. Tiếp tục mời chị ra ngoài này với em An. Ở đây thì gần như là xe đã nhận cọc hết rồi anh chị ạ. Đã nhận cọc hết rồi, chờ rút hồ sơ hay là chờ giao cho khách hàng. 446 cho Fortuner. Đây, em An đã có một chiếc Outlander đây. Outlander này thì em An cũng đã giới thiệu rồi. Nhưng đây, khi mà xe mới về thì bên em An sẽ bắt buộc phải đánh bóng. Đây, Outlander 2019 tự động đang lăn bánh 77.000, màu trắng nguyên bản, full lịch sử bảo dưỡng ngang 7 chỗ ngồi, máy nhật thực dụng bền bỉ. Dàn vỏ thì đã thay mới này, mâm nguyên bản này. Đấy, dàn vỏ thay mới, mâm nguyên bản, ghế da. Bên em thì sẽ đã đánh bóng xong rồi, xe này đánh bóng xong rồi đấy. Xe chỉ còn rửa gầm máy thôi. Đánh bóng xong anh chị thấy là cái bề mặt sơn nó rất là căng, rất là sáng xe đúng không ạ? 596 triệu nhỉ, cho em Outlander này. 2.0 CVT. Đấy, 2.0 CVT. Quá ok đúng không ạ? Đây, calamen đi về bên đây. Form dáng cực kỳ đẹp. Đấy. Ở đây thì nhà em An thì có những cái thiết bị anh em đang đánh bóng đây. Đấy, chị thấy không ạ? Bề mặt sơn rất đẹp luôn nha. Bắt buộc xe mới về nhiều cái xe mà lâu ngày á, bề mặt sơn nó xuống, nó tối màu hoặc là nó không sáng. Đặc biệt là ví dụ như là những cái vết xước sát nhẹ nhàng á, mình không cần sơn đánh bóng là nó ra là bên em sẽ làm đẹp như vậy. 596 triệu. Đây, tiếp tục ở đây. Đây là một chiếc Tucson này. Đấy, anh chị thấy không? Đây là hiện trạng của những chiếc xe mà mới về thì nó sẽ bị xước sát nhẹ những cái góc này. Bên em thì sẽ cho anh em bạ lại và sơn lại thôi. Cái đấy thì mình có thể là khoe với anh em luôn. Đấy. Em này của em An là Tucson sổ nhập Hàn 2017 và đang lăn bánh là 68.000. Chiếc này đang có mức giá cho chị là 608 triệu, 608 cho em Hyundai Tucson này. Xăng full 2017, nhập Hàn nguyên chiếc, rất đẹp luôn. Chiếc này anh chị nào mình trong cái tầm tiền này mình muốn mua một chiếc xe sổ nhập thì em này em An cực kỳ là chất lượng luôn, rất chất lượng luôn. Đây, nội thất nguyên bản màu be. Sau khi quay xong ở đây thì em An sẽ về bên cơ sở 1 nhá. Về cơ sở 1 em An sẽ cập nhật tiếp cho chị những mẫu xe tại mới về tại cơ sở 1 để cho chị tham khảo nhé. Đấy, loạt xe đẹp rất nhiều về, anh chị chỉ cần đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh thì có xe nào về gái, có video nào lên gái là em An cập cho chị luôn, rất là nhanh chóng. Chiếc M3 này thì em An về nhưng mà lại đã nhận lời khách mất rồi. M3 2019 vừa về nhưng mà đã có khách hàng dặn sẵn rồi. Thế là khi mà anh chị xem kênh của em An mà anh chị muốn kiếm chiếc xe nào đó, anh chị để lại thông tin, có xe về gái là em An báo cho anh chị để chị chủ động luôn. Em An báo anh chị sẽ không phải mất thời gian chờ đợi anh chị nhá. Ok, em An vừa gửi đến tất cả anh chị những mẫu xe mới nhất vừa về tại cơ sở 2. Bây giờ thì em An sẽ di chuyển qua cơ sở 1 tiếp tục cập nhật cho chị những mẫu xe mới về bên đó nữa anh chị nhá. Mời chị theo chân em An. Em An đã có mặt tại cơ sở 1 anh chị nhá, và sẽ tiếp tục cập nhật cho chị loạt xe mới về bên cơ sở 1 nhà em An. Đây, một chú Kia Cerato 2019 bản Luxury 1.6. Xe này thì đang đi hơn 50.000 km chuẩn anh chị nhá. 466 triệu thôi, lợi thế cho chị cái biển thành phố này. Đấy, Kia Cerato. Bản này sẽ có cửa sổ trời, ghế điện đấy ạ, nội thất màu kem nguyên bản, điều hòa hai vùng độc lập. Kia Cerato 2019. Vỏ này thì còn theo xe nhé chị nhá, 2019. Đây. Vỏ vẫn là theo xe đấy chị ạ. Rất là đẹp luôn đấy. Ok. Mâm nguyên bản, mâm R17. Đăng kiểm cho chị còn đến tháng 9 năm 2025. Nắng quá chị ạ. Biệt Sài Gòn 466 triệu.
Em ăn còn một chiếc 2020 nữa thì 488 triệu, còn em này là 466. Màu này thì em ăn mua được giá hợp lý hơn cho chị, 57.000. À, bảo dưỡng hãng đủ này, 57.000. À, chuẩn luôn. 2019 anh chị nhá, bản Luxury. 466 triệu, giá quá tốt thời điểm này đúng không ạ? Thực sự thời điểm này là thời điểm mà giá xe xuống nhiều, anh chị mua tiếp cận giá cực kỳ là tốt. Màu này là màu xanh carbon size hay gọi là xanh đen đấy chị. Anh chị nhìn ngoài nắng đẹp lắm. Đèn hậu led, dây led này, cả bên sau. Anh nào anh chị nào thành phố là đỡ được cái điểm biển số 20 triệu, 466 chị nhá. Tiếp tục qua bên đây với em An. Accent số sàn bản đủ. Em này thì đi ít lắm mà chị này, mới đi 20.000 chuẩn thôi. Biển 68 Kiên Giang, ASEAN bản đủ 2020 và đang lăn bánh đúng đồng hồ là 20.000. Chiếc này đang có mức giá cho chị là 368 triệu. Màu trắng hiện tại em An đang còn một chiếc màu trắng nữa. Chị làm mình muốn kiếm màu trắng thì em An có một chiếc nhá. Đấy. Nội thất là đã lên ghế da rồi. Đi đúng 20.000, quá mới luôn. Vô lăng củ số còn mới tinh này. Đây cho chị coi vô lăng củ số đi. 2020 chị bản đủ, thiết kế đẹp, trẻ trung, tất cả vỏ theo xe, lên ghế da sẵn cho chị rồi, lên ghế da sẵn rồi cho chiếc này. Quay cho chị phần đầu của chiếc ASEAN đi, vỏ theo xe hết đây chị em, vỏ theo xe hết, nó hơi chật một chút, xe về nhiều quá anh chị ạ. Đây, đầu xe là cụm ở bản đủ sẽ là cụm đèn pha thấu kính này, có giải led này, vỏ này là theo xe hết đây, và độ dày của vỏ đây, caramel quay sát rồi em. Tiếp tục qua bên đây thì em An đang có một chiếc Mazda 2. Em này thì sản phẩm cũ nhưng mà mới đi du lịch về. M2 2020 bản Luxury, nhập Thái nguyên chiếc. Chiếc này thì đang chạy hơn 5 vạn chuẩn rồi, hơn 50.000. Chiếc này của em An thì hiện tại vẫn để cho chị cái giá 426 triệu thôi. Bản Luxury nhá, nhập Thái nguyên chiếc, ghế da lộn. Em xe này đang có mức giá rất là tốt rồi. Ghế da lộn, nhập Thái, chạy rất là nhẹ nhàng. Tính năng an toàn ngập tràn. Tiết kiệm nhiên liệu, Mazda 2 là một chiếc xe mà em An hay chia sẻ với chị là một chiếc xe không thực sự nhiều về option, không thực sự nhiều về không gian nội thất, nó không quá rộng, nhưng đây là một chiếc xe nếu về cảm giác lái hay công nghệ an toàn và mức tiêu nhiên liệu thì đây là một chiếc xe chiếm lợi thế rất là lớn, nó bị lốc cửa mất đâu. Ở ghế da lộn đây chị ạ. Đây tiếp theo một chiếc Chevrolet Cruze, em này của em An thì rất là cọp này, 2016 nhưng mới chạy có 3 vạn thôi, 34.000, màu đen nguyên bản, biển 95 Hậu Giang, 30.000 km chuẩn. Rất đẹp luôn, thực sự luôn. Đây là một chiếc xe mà họ đi quá ít luôn. Kiếm được những chiếc xe này thì em An luôn ưu tiên mua về để phục vụ chị. Ai chị có xe đẹp mà đi ít km cứ giới thiệu cho em An nhé. Thu mua những chiếc xe càng đi ít em An càng thích luôn. Xe này đã lên một cái màn hình Android rồi. Chevrolet Cruze số sàn 2010 6 chị ạ. Đi đúng 30, hơn 30.000. Xe mới về nên là trong xe nó hơi nhiều rác. Hơi nhiều rác một chút đúng không ạ? .288 anh chị ạ. Bên cạnh là một chiếc Wigo số sàn này anh chị đây, 21 số sàn, 286 triệu, 286 triệu cho em này. Toyota Wigo số sàn 21 đi 50.000, hơn 50.000 chút, ghế lì zin nguyên bản. Ok, ghế lì zin nguyên bản nha chị nha. .286 cho em này, Wigo, rất nhiều xe. Lên nhà em An thì anh chị lên trực tiếp cửa hàng nhà em An là ngã ba Âu Xã nhá, đường DT743B, khu phố Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương. Cảm ơn chị rất là nhiều. Trên đây là loạt xe mới nhất vừa về trong ngày Trung Thu, ngày Tết Trung Thu, ngày 29 tháng 9 năm 2023. Em An xin cảm ơn chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại chị ở những video tiếp theo. Xin chào.